On the way. Hỏa lực đáng sợ, vũ khí quái thú, lừng danh một thời của Hoa Kỳ. Xe tăng M551 Sheridan do Hoa Kỳ chế tạo, sở hữu dòng tên lửa vượt bậc, có khả năng diệt mục tiêu chính xác không tưởng. Nói tới uy lực của xe tăng M551 Sheridan, các chuyên gia quân sự cho rằng đây là một mẫu xe tăng hạng nhẹ rất đặc sắc. Quá trình phát triển xe tăng này được bắt đầu từ năm 1959. Nó là chương trình được biết đến với tên gọi xe đột kích trinh sát đổ bộ đường không. Mẫu thử nghiệm đầu tiên được ra mắt vào năm 1962 và quá trình sản xuất hàng loạt diễn ra từ năm 1966. Xe tăng M551 được đặt theo tên để vinh danh vị anh hùng trong nội chiến Hoa Kỳ, tướng Philip Sheridan. Tổng cộng có 1.700 chiếc xe tăng hạng nhẹ loại này đã được sản xuất cho đến khi bị ngừng lại vào năm 1970. M551 giữ vai trò thay thế xe tăng hạng nhẹ M41 và pháo tự hành M56 trong quân đội Hoa Kỳ. Mỹ đã chế tạo M551 để chiếc xe tăng hạng nhẹ này có thể được thả bằng dù, kể cả được thả xuống ở độ cao thấp. Việc thả ở độ cao thấp sẽ sử dụng hệ thống có tên gọi là LAPS với một tấm đế để hấp thụ chấn động trong quá trình chạm đất. Tính năng này sẽ hữu hiệu khi cần phải chuyển chiếc xe tăng tới vùng chiến sự trong hoàn cảnh không cho phép máy bay hạ cánh hoặc hỏa lực phòng không của đối phương quá mạnh. Và thực tế, M551 là chiếc xe tăng duy nhất có khả năng thả bằng dù của quân đội Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Loại xe tăng hạng nhẹ này có thang làm bằng hợp kim nhôm, còn tháp pháo bằng thép. Sự kết hợp như vậy làm giảm tổng trọng lượng. Giáp trước của nó chống được đạn xuyên giáp cỡ 20 ly. Các vị trí còn lại chỉ chịu được đạn 14,5 ly. Sheridan cũng được tích hợp hệ thống bảo vệ NBC. Về hỏa lực, xe tăng M551 Sheridan trang bị một pháo nòng ngắn cỡ nòng 152 ly, có thể bắn tên lửa chống tăng có điều khiển MGM-51 Shield Lilap. Pháo chính 152 ly của nó có thể hạ các loại xe tăng cùng thời ở cự ly gần, nhưng vì nòng quá ngắn nên nó sẽ bắn kém chính xác ở tầm xa. Vì vậy, hiệu quả nhất vẫn là dùng khẩu pháo này đi yểm trợ cho hỏa lực của bộ binh. Vũ khí phụ của xe gồm một súng máy 7,62 ly đồng trục và đại liên 12 ly 7 trên nóc tháp pháo. Tên lửa chống tăng MGM-51, mặc dù là điểm ưu việt của M551, trên lý thuyết nó có thể tiêu diệt tất cả các loại xe tăng cùng thời, kể cả ở khoảng cách xa. Nhưng do quá phức tạp trong điều khiển và bảo trì nên Shelly Lab chưa bao giờ được sử dụng trên chiến trường. Ngoài việc bắn thử trên bãi tập cho kiếp xe 4 người gồm trưởng xe, lái xe, pháo thủ và nạp đạn viên. Sheridan sử dụng động cơ Detroit Diesel 6V53T, công suất là 300 mã lực. Với trọng lượng nhẹ, xe có thể lội nước sau khi chuẩn bị và di chuyển trên mặt nước bởi chính hai giải xích của nó. Nhìn chung, xe tăng M551 là vũ khí hạng nhẹ khá sáng tạo của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do mắc nhiều khuyết điểm nên nó đã bị thay thế trong vai trò trinh sát bởi xe thiết giáp xung kích M3 Bradley. Tiếc rằng Sheridan đã dần bị loại biên từ năm 1978, mặc dù đến tận năm 1996, chiếc M551 cuối cùng mới chính thức bị loại bỏ. Hiện tại, quân đội Hoa Kỳ đã không có bất kỳ một mẫu xe tăng hạng nhẹ nào kể từ khi M551 Sheridan được cho về hưu vào năm 1996. Chính vì thế, quân đội nước này đang cố gắng tìm kiếm một loại xe tăng hạng nhẹ với khả năng vận chuyển dễ dàng, cơ động, trong khi vẫn có hỏa lực mạnh. Một xe tăng chiến đấu chủ lực như M1A2 Abrams có hỏa lực mạnh và khả năng bảo vệ tốt. Tuy nhiên, nó lại không thể đổ bộ bằng đường không, mà luôn cần đến các máy bay vận tải như C-17 và C-5 vận chuyển đến các căn cứ và sau đó mới triển khai ra chiến trường. Từ thực tế đó, chương trình chế tạo xe tăng hạng nhẹ của Hoa Kỳ có tên gọi Hỏa lực bảo vệ cơ động MBF, với tiêu chuẩn trọng lượng không vượt quá 32 tấn.
kích cỡ của pháo chính đang được xem xét ở lựa chọn 57 ly, 105 ly hoặc 120 ly như xe tăng M1A2. Vào những năm 1990, Hoa Kỳ cũng từng có ý định tạo ra một mẫu xe tăng hạng nhẹ với 3 lớp giáp bảo vệ. Pháo chính là 105 ly với 30 quả đạn nạp sẵn. Tuy nhiên, chương trình này phải hủy bỏ dưới thời Tổng thống Bill Clinton để dành ngân sách cho các chương trình khác. Chương trình MBF chỉ là ở giai đoạn đầu, do đó loại xe tăng mới được cho là sẽ chỉ xuất hiện sớm nhất vào năm 2025, thậm chí với số lượng hạn chế là 54 chiếc, tức là đủ dùng cho một sư đoàn lính dù của Hoa Kỳ. Trong chiến tranh Việt Nam, ngoài M41 Bulldog, M48 Patton, quân đội Hoa Kỳ còn triển khai thêm vài loại xe tăng đặc biệt, trong đó nổi bật lên là M551 Sheridan. Đó là một trong những loại xe tăng hạng nhẹ hiện đại nhất lúc bấy giờ của quân đội Mỹ. Không một thế hệ xe tăng hạng nhẹ nào của Liên Xô có thể sánh được lúc bấy giờ.